Bùi chào cả nhà nhé. Hôm nay Khê Bùi lại nhà của chị Thảo, chị của Khê Bùi nè, để ăn lễ Thanksgiving nè cả nhà. Nên bây giờ Khê Bùi sẽ quay xung quanh cái nhà của Tư Thảo cho cả nhà mình cùng xem nha. Cái nhà mình thấy cây sồi không? Có một cái sân, cái chỗ đậu xe rất là lý tưởng luôn, sạch sẽ. Bây giờ mình đi vào trong nha. Bây giờ Khê Bùi tiến vào nhà của Tư Thảo cho cả nhà mình xem nha. Đây nè, vô nhà cái phòng khách nè cả nhà. Quá sạch sẽ ha. Tư Thảo thì sạch sẽ lắm, không có giống như Khê Bùi từ lưa từ la đâu. Đó. Phòng khách nè cả nhà. Nhà này gồm có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Đây là cái nhà tắm nhỏ đứng của Nguyên. Đó. Mà qua gì là chuyện bình thường nha cả nhà. Cái tủ đồ đó nhỏ thôi. Khi đi ngược ra nhà bếp thì còn 2 phòng nữa, cái Bùi sẽ quẹo qua đây cho cả nhà mình xem. Đây là cái phòng ngủ của Tư Thảo và đại ca. Máy lạnh luôn. Đó, cái phòng này là lớn nhất đối với cái nhà này rồi. Đây là cái nhà tắm của Tư Thảo nè cả nhà. Đó, nhỏ thôi chứ không có bự lắm đâu. Những cái nhà mà cũ của ngày xưa đó cả nhà, mình mua những cái nhà cũ thì nó nhỏ lắm, người không hiểu sao á, người dân ở đây người ta rất là to nhưng mà người ta làm cái nhà thì rất là nhỏ. Đây nè, đây mới là phòng ngủ của Nguyên, còn cái phòng bên kia chỉ là phòng để extra, có nghĩa là có ai tới ngủ chơi thôi. Đó. Wow. Nhiều lắm nha. Cái Thảo không lấy thịt cái đủ này 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là hàng collection. Thanh long nè cả nhà. Rau nè, giáp cá, hún lủi. Rồi rau má. Trời ơi, cái tắc nè. Wow, quá trời trái luôn. Đã dễ sợ không cả nhà. Trời ơi, Tư Thảo làm cái nhà dễ thương ghê, không có đầy đủ nè. Mát mẻ ngồi. Thổi tầng vô trong nhà, mở máy lạnh chi cho tốn. Ở ngoài này nó mát. Cái bếp thần thánh kìa. Nè cả nhà, có lá dứa đồ này nọ. Đầy đủ hết nha. Cái bếp này đại ca tự làm, tự mua về làm á cả nhà. Nấu ở ngoài gì cho nó sạch sẽ luôn. Đó. Vô trong này để mình coi đại ca đang nấu cái gì nha. Thơm quá, một cái nồi bên đây được đậy nắp rồi. Ôi ôi, bên đây là con gà cả nhà ơi. Wow, nguyên con gà có lá xả, lá này lá nọ, lá chanh đồ nè cả nhà. Đại ca ướp sẵn rồi, bây giờ là đại ca hấp á, cái nhà mà hấp lá nha, chứ không phải là có nước. Thì trong những cái lá này á, sẽ tự động nước nó sẽ ra, đó là chín con gà. Wow. Khê Bùi mở cái tiếp theo cái bên này. Trời ơi, cũng là con gà luôn cả nhà. Hai con này giống nhau nè. Hello con. Trời ơi, ớt gì mà ớt quá trời ớt luôn. Cả nhà coi ớt nè. Trời ơi, cây nhỏ xíu, cây nào cũng có trái hết trơn á cả nhà ơi. Chỉ có điều là đang trên đường chín thôi, chưa có chín. Trời ơi, có cây gì cũng tốt, dễ sợ không? Cây này là cây
tí tô, cải salad nè cả nhà, cải cải bề xanh đó, rau răm, tần ô, cần tần ô nè, rồi rau muống coi này nó tốt dễ sợ không. Còn đây là cây mận nha cả nhà, cây sả nè, cây chanh, trời ơi quá trời cây luôn, rau quế không thiếu cái gì á cả nhà ơi. Chanh này cả nhà, thì ra là chanh hồng đào, chanh này chỉ để làm nước mắm chứ không phải để ăn nha cái nhà. Cây sapoche không, trái nè cả nhà, trái dây là thì thật ra cũng chưa có nhiều lắm nha, nhưng mà cái cây này nó già lắm rồi, nhưng mà đại ca đang tỉa tốt lại để cho nó có kết quả, thành quả của nó ngon hơn nè. Đầu nè cả nhà, có một trái mộng thì bù cũng chưa có thấy được cái bông nào nữa, nhưng mà cái cây có chút xíu nè cả nhà, mà có được một trái là cũng hay lắm rồi đó. Đó cả nhà thấy không nè, qua đây cả nhà mình cũng thấy thêm cây mãng cầu nữa nè, mãng cầu ở đây, mãng cầu dai ăn rất là ngon nha cả nhà. Wow, cây ổi nè, ổi Thái Lan, ổi này không hột đúng không? Trời ơi, cái ổi kìa cả nhà ơi. Để cái bùi quay lại cho cả nhà xem. Cái ổi nè cả nhà. Bự hơn cây ổi nhà của cây bùi luôn. Có trái cũng nhiều lắm nè, mà cái ổi tí hơn, cái ổi nè, ổi chiếc nhánh nè. Quá trời trái luôn nè. Qua đây thêm một cây ổi nữa. Hai cái giống này giống nhau hả đại ca? Hai cái giống ổi này giống nhau hả? Cây này còn nhà hiện đó. Ồ, cây ổi này là cây ổi ở nhà của cây bùi chiết ra nè cả nhà. Nó cũng bị tại vì nó có sâu là nó sẽ ăn ăn lây qua hết nè. Nó phát triển tốt như vậy là không có sao. Nếu mà cái lá mà nó có đủ sức ha. Lấy mạnh lắm rồi. Trời, trái quá trời trái luôn rồi kìa. Lá tốt quá trời luôn. Đây là cây mít Thái Lan. À, chưa có trái nha cả nhà. Đố cả nhà đây là vàng gì? Trời ơi khổ qua nè. Ủa sao Tứ Thảo không gặp cái khổ qua này vô ta? Nè cả nhà, vàng khổ qua nè. Đó. Trái quá trời trái luôn kìa cả nhà. Nhưng mà nó cũng bị con rầy ăn kìa, tại vì ở bên cây ổi nó bị là nó sẽ ăn lan hết những cái cây khác á. Uổng ghê không? Có cả cái cây đậu rồng nữa kìa. Wow, cái lá đó là cái lá, còn cái lá màu tím than đó là cái lá đó để mình cuốn cái gì mình ăn á cả nhà, ngon lắm. Trời ơi, khổ qua coi đây nữa nè cả nhà. Quá trời luôn, nhìn kỹ lại mới thấy tỉnh nha, chứ không là không có thấy nha nè, đó. Đây là cái sân đậu xe nè. Cái này ngày xưa là cỏ không cả nhà, rồi khi Thư Thảo lấy cái nhà này thì về tự đại ca đổ đất làm á, nó đậu được hai chiếc gọn ghê không. Bên đây là cái nhà kho. Ồ, cái bùi phát hiện đại ca có mấy cái cần câu rồi, để nữa chuẩn bị đi câu cá cái chỗ mà cái bùi phát hiện hôm qua đó. Wow, quá trời cần câu luôn nè. Đó cả nhà, ai nè? Long time mới có one week kìa Việt Kiều ơi. Nay Việt Kiều đẹp gái chưa? Đó, Việt Kiều chào cả nhà đây Việt Kiều. Hello, chào cả nhà. Đó, Việt Kiều chào cả nhà kìa. Còn cái chanh con trồng đâu? Sống hay chết? Hôm nay cũng không có bỏ phân vô. Chị Kiều tới, chị Kiều đi vòng vòng á cả nhà. Đi coi vườn cây trồng ớt trồng cho muốn.
rau muống là tốt nhất. Hai bữa nào ăn bánh xèo đi. Bữa nào ăn bánh xèo. Bánh xèo ngon lắm. Ngon lắm luôn á. Mà sao cái tại mày sao này là cái gì? Đang nướng than để cho nướng gà hả thôi cho. Không, nướng thịt. Nướng thịt. Thịt với thịt cừu. Ồ, có thịt cừu nữa cả nhà ơi. Nguyên cái sân nè. Rộng dễ sợ không? Mát mẻ quá trời luôn. Nè cả nhà, Việt Kiều đem đồ ăn lợi ăn Việt lễ nè. Gồm có gỏi nè. Trời ơi xôi nè cả nhà, đã không? Xôi cũng giống như Khê Bùi nói rồi, Việt Kiều nấu là có 102 ở Hawaii nha, bao ăn luôn. Xôi nè. Đủ màu hả Việt Kiều? Xôi lá dứa. Xôi nếp thang, xôi lá dứa nè cả nhà. Xôi lá cẩm. Lá cẩm, lá cẩm. Còn cái này lá dứa. Đó, còn đó lá dứa. Gà, gỏi. Cánh gà. Và bên đây là hủ tiếu Việt Kiều xào cho mấy đứa nhỏ cánh gà ăn. Ờ, bánh kem đâu vậy Việt Kiều? Bánh kem đâu vậy? Ông giật, ông ăn của ta Việt Kiều đem bánh kem lại luôn á hả? Ờ. Nè, xôi bắp nè. Trời ơi, nước dừa đâu? Có, giờ đi nấu. Đó, Việt Kiều nấu quá trời món hôm nay luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, đây là má mi của Khê Bùi nè. Má mi chào cả nhà cái má mi. Đó, nay cho má mi lên YouTube luôn. Không có thấy má mi của Khê Bùi trẻ chưa? Đây Việt Kiều đang làm nước cốt dừa để ăn chè bắp mà hồi nãy Việt Kiều nấu á cả nhà. Còn cái chảo kế bên là Việt Kiều chuẩn bị chiên cánh gà. Đây, nước cốt dừa nè cả nhà. Ăn chè mình phải béo mới ngon nha Việt Kiều. Ăn mà không có béo không có ngon đâu. Dạ, muối đâu? Ồ, cái bếp này đại ca cũng lót luôn nè cả nhà. Nhìn nó sạch dễ sợ không? Ta chuẩn bị lấy gà ra nha cả nhà. Đó. Gà hấp muối nha cả nhà. Mà lá đó là lá chanh hả đại ca? Đó, lá cái ghi chanh ngoài đó. Ồ, lá chanh đó cả nhà ơi. Thơm dữ lắm luôn. Lấy ra mà nghe cái mùi nó kích thích cái lông mũi dễ sợ luôn cả nhà ơi. À, mời cả nhà nè. Đó, mời cả nhà nè. Trời ơi, con gà vàng đã quá. Giống như là mình chiên á cái nhà, nhưng mà là hấp nha. Giống như mình nướng vậy đó. Rồi đây là con thứ hai nè cả nhà. Trời ơi, không biết bao nhiêu người mà đại ca cho ăn. Trời ơi, ngon quá, hấp mà đến nỗi mà cái da nó vàng lại luôn rồi cả nhà. Mấy tiếng rồi đại ca? 45 phút thôi. Ờ, chỉ có 45 phút thôi đó cả nhà mà nó, con gà nó vàng ra vậy đó. Phải đậy nắp lại cho nó chín. Khi mà làm là phải đậy nắp lại kìa. Đó, ổng càng tiến lên kìa. Ngon quá. Ơi, ẩm. Đến nỗi nó lòi cái xương ra luôn kìa. Đó. Hai con nè cả nhà. Chút nữa mình ăn cái mình xé nó ra. Đại ca đang xé gà nè cả nhà. Đại ca cầm đầu á. Đó. Dùng công phu xé hả đại ca? Dạ. Ngon quá. Cái mùi nghe thơm dễ sợ. Đại ca đang xử con thứ hai luôn nè cả nhà. Ha, cái đầu mềm luôn hả đại ca ha? Ngon. 45 phút lát thôi nha. Lát đầu luôn. 45 phút thôi nha. Chỉ 45 phút thôi nha cả nhà, chứ mình hấp lâu quá là nó nhão luôn. 45 phút là vừa ăn mà. Nhưng mà lúc mà mình để trên bếp là cái lửa nhỏ nhỏ đúng không? Không, bật lửa mạnh không sao hết. Bật lửa mạnh luôn. Nhưng mà tuyệt đối trong đó là không có đổ nước nha. Không nước. Muối với là lá chanh thôi. Muối với lá chanh. Ở trong phần trong mình có bỏ tỏi gì không? Có hành, tỏi, chả, lá chanh, tiêu. Nêm vô, nêm gia vị vô, rồi bắt đầu massage cho nó. Massage con gà luôn cho nó thấm hả? Dạ. Yeah. Giống như bò Kobe massage quá ta. Bò Kobe massage, nó chà chà. Đó, trong này có nè. Đó, thấy không? Đó. Nhìn ngon ghê không cả nhà, phần trong nó coi nó chín tới và đã dễ sợ. Rồi xong con gà thứ hai rồi lắm.
chị Kiều đang quậy bột lên nè để nhúng cánh gà chiên nè. Đó. Đây nè, đó là cánh gà chị Kiều đang chiên nha cả nhà. Bao ngon luôn á. Không ngon là cái Bùi ăn hết. Chị thôi đừng ngon một mình cái Bùi ăn. Ở đây gồm có một cái món nữa nè, cái Bùi chưa biết món gì. Đại ca đổ rượu vô trong cái thịt này nè cả nhà để cho nó thơm thì nướng nè. Này chắc thịt cừu á. Cừu phải không đại ca? Thịt kiều phải không? Đúng rồi. Làm. Đó giờ đại ca xóc nó lên cho nó đều nè. Thơm không đại ca? Thơm mùi rượu. Thơm mùi rượu hả? Đó, à, đại ca đang chùi rửa cái đó để bỏ thịt cừu lên nướng nè nha cả nhà. À, đại ca bỏ ba rọi lên nướng nè cả nhà. Nướng với gì vậy đại ca? Ba rọi. Quất ớt. Cái ở trong á. Ớt. Ồ, ớt xanh. Wow. Nhìn hấp dẫn ha cả nhà. Sau khi cánh gà đã được chiên chín rồi nè cả nhà. Đưa cái đĩa giấy đây. Đây là cánh gà nè cả nhà, đã được chiên xong rồi, phải Bùi thử coi nha. Bùi thử cái cánh gà này có ngon không nè. Nó giòn mà nó vừa ăn. Giống như cái Bùi nói, Việt Kiều, đây là món ruột của Việt Kiều nè cả nhà ơi. Phỏng miệng luôn. Không mặn, rất là ngon. Dạ. Đây cả nhà, thịt ba rọi đã được nướng chín đây nè. Nó chảy mỡ ra ngon ghê không? Chi. Nó chảy có chi trong đó nữa. Có barbecue nữa nè cả nhà. Đó. Nhìn cái bàn ăn nè. Ngon Nguyên. Nguyên ăn khí thế luôn ha. Trời ơi, nó ăn không bằng thằng con của em đâu. Thằng con ở nhà bữa phở mà nó ăn lần hai tô là biết rồi. Một cái pizza bự, đâu có, nó ăn cái đó xong nó ăn thêm 10 cái cánh gà nữa. À, sau khi đại ca nướng vô nè cả nhà. À, thịt kiều với lạ ba rọi mà nướng với lạ chi với lạ HQQZ WTM ISAJ. Vô với cơm đó. Cái lồng á, cái lồng ấy mình để cái gì vậy? Lồng bên ngang, bên... Lồng. Đâu, để bờ có nè. Chứ không lấy cái chanh quẩy đại ca. Vậy hả con, rồi đồ ăn con ăn ngon không? Ngon quá luôn hả? Đó, thấy chưa? Ngon chưa? Đây là bạn của Tư Thảo nha cả nhà. Đó, hai. Đó, thức ăn của ngày hôm nay. Cánh gà đi, bắt gà đi. Mấy bữa vô em vô rừng cho gà nó ăn, nó nằm ngay em luôn mà bắt không được. Khó lắm, khó bắt lắm, nó bay.
nó ngay cái chân mình luôn á mà bắt không được. Nó mạnh đó. Ở đây mà dí tay hơi kim nó bay khiếp luôn. Đó có. Đừng có mi style ok. Ok. Cái bùi thử thức ăn này cái nhà. Gỏi này của Việt Kiều làm nè. Được đó. Chào ngon quá. Má thử gỏi chưa? Anh đang ăn thì ngon quá trời luôn. Thôi ăn bốc đi cho ngon. Ăn bốc nó ngon luôn. Dạ. Nè, ba rọi nè, cái hồi nãy cái bụi có nói nè. Hả? Nướng với là chi với ớt nè. Cái gì không biết ăn. Cái này ăn còn, trời ơi, nó béo. Cái gì? Ôi dạ. Đâu cái này. Cái gì? Ăn chiều. Cái bình thường, đúng rồi, cái này ăn biết cái giống gì không? Ơi, cái nào cũng vừa ăn hết. Ừ, cái này là cái của bạn Tư Thảo đem lại nè cả nhà. Tự chi ốp ở nhà nha, chứ không phải là mua có sẵn. Bên kia cũng ngon nha, không phải làm. Rất ngon. Đâu bên kia là cây. Bây giờ là tới phần thịt gà của đại ca hấp muối với lạ lá chanh. Thơm tới mùi lá chanh quá. Nhiều quá nha. Ngon lắm. Mềm mèo à. Cảnh này không uống cảnh nào đấy các. Cái này uống cái này uống đường, đây uống đường 3 chai như vậy. Đây luôn luôn rất là nặng thấy rồi. Quá. Sao đại ca, thành quả làm gan sao đại ca? Quá đã luôn hả đại ca? Ừ, ghê không? Ghê không? Món ăn ở Việt Nam này nè, đốt, ớt, lỏng. Món nào cũng ngon quá trời luôn. Thịt đói là không ăn được. Anh bỏ rượu vô đấy nên có mùi nó không có nặng lắm. Việt Kiều vừa chiên vừa ăn nè cả nhà. Nóng không Việt Kiều? Nóng không, không. Đứng đây nó nóng nhưng mà ngoài đây nó mát. Không có cái quạt vô. Quậy ăn đi quậy. Mời cả nhà ăn cù. Mời cả nhà ăn cù. 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 Quay quay quay. Ăn cù. Mời cả nhà ăn cù. Coi Việt Kiều kìa chịu chơi chưa đó. Đâu Việt Kiều cắn cái coi. Nghe mùi rượu không? Ngoài này nóng lắm. Nghe mùi hơi hơi. Mùi hơi cù. Khê Bùi chơi tạc chai dưới bạn của Khê Bùi nè, cho bạn của Khê Bùi được vui nè. Sau khi trò chơi này xong thì Khê Bùi bye cả nhà nha. Khê Bùi kính chúc cả nhà một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Bye bye, see you again.